Chào mừng tất cả các bạn đã xem video trên kênh Tâm sự cùng mẹ Rippy. Ngày hôm nay mẹ cũng đưa ra một cái chủ đề để chúng ta cùng bàn luận, cùng nói chuyện với nhau ha. Đó chính là những thứ không nên chia sẻ trên mạng xã hội. Mạng xã hội ngày hôm nay rất là phát triển, rất là nhiều người chơi ở trên mạng xã hội, từ những em nhỏ này cho đến những cô chú lớn tuổi, gần như ai cũng xài mạng xã hội đó các bạn. Và mạng xã hội á, nó giúp chúng ta gắn kết với nhau, cho dù chúng ta ở xa nhưng mà vẫn có thể theo dõi người thân của mình, vẫn có thể là gọi video call này, vẫn có thể là nhìn hình ảnh người thân của mình chia sẻ trên mạng này. Nhưng mà có những thứ á, không phải cứ lên trên mạng khoe là hay đâu, có những thứ á, tuyệt đối không được khoe trên mạng xã hội. Đó là những thứ gì? Sau đây toàn là những cái ý kiến của mèo nha, theo suy nghĩ của mèo nha. Và cái thứ đầu tiên mèo muốn nói đó chính là tiền. Chúng ta có bao nhiêu tiền, tiền chúng ta có bao nhiêu đâu liên quan gì người ta đâu. Tự dưng đi lên trên mạng khoe là cái gì? Nhiều người á, cầm cái cục tiền như thế này khoe để làm cái gì? Khoe lên trên mạng như vậy á, rất là dễ bị ăn trộm để ý các bạn. Bạn đừng tưởng ở trên mạng xã hội không ai biết bạn, bạn khoe cho lắm đi, rồi cũng có ngày người ta để ý tới bạn à. Cho nên á, cái chuyện mà tiền bạc vàng bạc á thì đừng nên khoe trên mạng xã hội, cái chuyện đó nên bảo mật đi ha. Cái thứ hai á, không nên chia sẻ trên mạng xã hội, đó chính là thông tin cá nhân của bạn và của người thân của bạn. Không riêng gì của bạn, người thân của bạn cũng đừng chia sẻ trên mạng. Đừng có vui gì mà chụp hình chứng minh nhân dân của mình, hay là những cái thẻ tín dụng hay những cái gì của mình á. Tốt nhất là không nên chụp lên trên mạng xã hội. Tự nhiên mình chụp để làm cái gì? Mình chụp rồi có những người xấu họ lạm dụng, họ sử dụng những cái số chứng minh đó, họ sử dụng những cái số thẻ ngân hàng đó, rồi người ta lừa đó thì sao? Cho nên những cái đó tuyệt đối không nên chia sẻ ha. Những cái thông tin của mình là hoàn toàn bảo mật, cái điều đó là cái điều chắc chắn rồi. Cái thứ ba mèo khuyên các bạn không nên chia sẻ trên mạng xã hội, đó chính là lịch trình đi của các bạn. Cho dù đi ngắn ngày hay là đi dài ngày, ví dụ như là bạn làm việc mấy giờ, về nhà mấy giờ, hay là bạn sắp đi du lịch chẳng hạn, hay bạn đi 2 ngày 3 đêm chẳng hạn đi, bạn đăng lên trên mạng xã hội vui quá mà đăng lên sắp được đi du lịch rồi, những người bạn bè của bạn comment cá tóc xuống dưới đó, đi đâu, chừng nào đi, mấy giờ đi, ngày nào tháng nào, rồi những cái tên trộm nó vô tình nó lướt được trên mạng, nó nhìn thấy, nó đạt được cái thông tin đó, rồi nó cho bạn đi, nó cậy cửa nhà của bạn đó. Cho nên á, cái chuyện này thì không nên chia sẻ trên mạng ha. Mình đi làm mấy giờ, mình về mấy giờ thì mặc kệ mình đừng nên chia sẻ chi. Mình không chia sẻ mà ăn trộm nó còn để ý được kìa. Thì mấy cái chuyện đó thì không nên chia sẻ. Ví dụ như bà có đi chơi đi thì cứ âm thầm lặng lẽ mà đi. Mình đi xong rồi mình về nhà mình up hình lên trên mạng cho bạn bè ngưỡng mộ cho vui. Cái đó là tốt, không có sao hết ha. Rồi đó là cái thứ ba mà mình muốn nói. Cái thứ tư mèo muốn nhắc các bạn không nên chia sẻ trên mạng xã hội, đó chính là những bất mãn về công việc của bạn. Có thể bạn làm ở công ty đó, bạn bất mãn với sếp của bạn, hay là bạn bất mãn với đồng nghiệp của bạn. Cho dù bất mãn tới đâu nữa, bạn cũng không được đi lên trên mạng xã hội để mà than vãn hay là nói này nói nọ. Bởi vì bạn còn làm ở trong công ty đó mà. Bạn bất mãn công ty đó quá, tại sao bạn không nghỉ việc ở trong công ty đó mà bạn lại đi lên trên mạng để mà than vãn? Nếu một đồng nghiệp của bạn họ ghét ngầm bạn, họ nhìn thấy cái dòng than vãn của bạn, họ lấy cái dòng than vãn đó họ gửi cho sếp của bạn, thì sếp của bạn nghĩ gì về bạn? Nếu bạn bất mãn quá thì bạn nghỉ đi, đừng có làm cái công ty đó nữa. Chứ bạn đã xác định làm công ty đó mình không thể nghỉ ngay cái công việc đó thì đừng bao giờ đi lên trên đó mà than vãn. Bạn than vãn như vậy á thì không có một cái lợi nào cho bạn hết á, bảo đảm luôn, nó bất lợi cho bạn rất là nhiều ha. Rồi thì đó là cái thứ tư. Còn cái thứ năm nữa ha, cái thứ năm nữa đó chính là hình ảnh con của bạn. Nhiều người á có thói quen là chia sẻ hình con của họ, lướt từ trên xuống dưới toàn hình con của họ. Nhưng mà chúng ta không nên chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là những cái hình ảnh khó thân con của mình. Cái điều đó là không nên ha.
Nhiều người thấy con nhỏ của mình ở trong ở chuồng dễ thương quá, chụp hình đó up lên trên mạng xã hội là không nên. Cái đó có thể là dẫn đến những cái điều xấu đối với con của mình, hay là người ta để ý con của mình quá, những cái thông tin con của mình tên gì thì có thể họ biết rồi, con của mình tên gì, học trường nào, học lớp nào, thì cái điều đó không nên. Nó có thể dẫn đến cái chuyện là bị bắt cóc nè, hay là cái chuyện xâm hại trẻ em đó các bạn. Cho nên á, là đừng có dạy mà chia sẻ nhiều lên trên mạng ha. Rồi thì cái mạng xã hội á, nói đi nói lại thì nó cũng là con dao hai lưỡi, nó cũng có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Không phải đụng cái gì cũng chia sẻ lên trên mạng xã hội đó ha. Rồi thì đó là những cái ý mà mèo muốn nói, những cái mà mèo khuyên các bạn không nên chia sẻ trên mạng xã hội. Còn nhiều cái không nên chia sẻ lắm các bạn, nhưng mà mèo cũng không có nghĩ ra là còn cái gì nữa. Nếu các bạn thấy nó còn thiếu cái ý gì, có thể comment ý kiến bên dưới giúp mèo nha. Rồi thì cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mèo, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Nếu các bạn yêu mến mèo thì cho mình một like, một subscribe và comment ý kiến các bạn bên dưới nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.